Này, shop dụng cụ Tok.net sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu túi vải đeo hông, đựng dụng cụ đồ nghề cắt tóc cho anh em thợ. Thì cái mẫu túi này nó đựng được rất nhiều, các bạn có thấy nè, mặt ngoài các bạn để được ba dụng cụ, kéo thì được 3 cây, lược thì được 4 5 cây, và đặc biệt có hai cái ngăn bên trong, các bạn có thể để tông đơ luôn. Đó, rất là ngon ha. Và nó sử dụng dây gài dạng như là dây khóa ba lô á, đeo ngang hông á, rất là chắc chắn luôn, cho dù nha các bạn ha. Thì bây giờ mình quan trọng là mình sẽ qua quay cái chất liệu vải cho các bạn thấy. Đây là loại vải dù. Đó, các bạn thấy không? Đó, đường may thì cũng tạm ổn, mình thấy là ok, nhưng mà đặc biệt nó đựng được rất là nhiều. Đây, mình mở ra cho các bạn xem nè, thấy không? Đó, bên trong nè, các bạn đựng được ba cây kéo luôn nè. Đây. Đó, ngăn trong thì đựng được tông đơ nè, có mấy răng nhỏ đựng lược luôn nè. Đó, và đặc biệt nữa, các bạn thấy không? Nó có một cái phần dây kéo, các bạn có thể đựng tiền cũng được, ok luôn, phần trong khá rộng luôn.